Thưa quý vị, khi nói về nông nghiệp và nông dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Thấm nhuần tư tưởng đó của người, cấp ủy chính quyền thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã huy động sức dân xây dựng nơi đây thành khu dân cư kiểu mẫu. Nhiều tháng nay, kể từ khi được Ủy ban Nhân dân xã Chi Lăng đầu tư xây dựng lại nhà văn hóa cho thôn Quế Ổ, hơn ai hết, những người đứng đầu chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận thôn luôn có mặt để giám sát. Không chỉ riêng công trình này, mà từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tất cả các công việc của thôn đều được những người đứng đầu thay mặt nhân dân chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ từng phần việc nhỏ. Mọi công việc đều được công khai, dân chủ, minh bạch, rõ ràng, từ đó đã tạo niềm tin để nhân dân nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động. Năm 2021-2022, chúng tôi tuyên truyền vận động bà con dân trong thôn, có anh em đi công tác ở nơi xa, là ủng hộ được là 1.850.000 để xây dựng tu bổ chùa làng. Thế và năm 2023 này thôn chúng tôi là đang xây dựng nhà văn hóa. Chúng tôi là sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân là sau khi hoàn thiện là chúng tôi sẽ quyên góp ủng hộ kinh phí hoặc là vật chất để sắm sanh nội thất của nhà văn hóa. Ước tính là trên 100 triệu đồng. Về đường trục chính của thôn là chúng tôi đã có đường áp pan, các nhánh các ngõ thì chúng tôi đã bê tông hóa toàn phần. Về đường điện chiếu sáng thì được đảm bảo thường xuyên, tư tầm là khu trung tâm là chúng tôi lắp được 4 mắt camera. Thế còn các ngõ trên chục camera. Xác định việc học Bác không chỉ có đảng viên, lãnh đạo thôn mà đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Với các hình thức tuyên truyền cụ thể, thiết thực, cấp ủy chính quyền thôn Quế Ổ đã lan tỏa phong trào học Bác tới nhân dân, từ đó tập hợp trí tuệ, sức mạnh tập thể để không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của bà con. Học tập làm theo về lao động, từ thu dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị, từ nhà ra ngõ là học tập làm theo Bác. Đây là những cái việc làm thiết thực nhất. Lực lượng chính vẫn là nhân dân, đấy, còn bám vào cán bộ hội viên của các đoàn thể, đấy, chúng ta sẽ phát huy bằng phong trào. Thì cán bộ đi trước thì để dân làm theo và phong trào đã được nhân rộng. Thôn Quế Ổ chúng tôi thì đã nhiều năm nay là một trong những cái điển hình tiên tiến của Đảng bộ xã Chi Lăng. Ví dụ như là về xây dựng cái kết cấu hạ tầng cơ sở, rồi là việc tổ chức sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Từ năm 2015 cái mức độ 40 triệu đồng người năm cho đến năm 2022 chúng tôi đạt là 60 triệu và hơn 60 triệu đồng người một năm. Đây là cái kinh tế xã hội và của nhân dân thì phát triển, an ninh trật tự của địa phương thì được giữ vững, vệ sinh đường làng ngõ xóm thì sạch sẽ. Cách làm của Quế Ổ trong xây dựng nông thôn mới đã vận dụng đúng lời dạy của Hồ Chí Minh là phát huy yếu tố con người. Người là gốc của làng, nước. Nếu mỗi người cố gắng làm đúng đời sống mới, thì dân tộc nhất định phú cường.